làm nông dân lao mà vui kê, người làm nông trên vai đội gió sương, sớm trưa cày cuốc giang nắng giang mưa, tối hôm về nhà mà vẫn là nhà nông vui vẻ. Nghề làm nông dân lao mà vui kê, cùng bà con chung tay xây dựng quê hương, đất đai chủ phú, cây trái sung xuê, lúa thơm được mùa, hãy cùng làm nhà nông vui vẻ. Nhà nông vui vẻ. Đấy, chả biết là ăn uống như thế nào, đến giờ này chẳng thấy mặt mũi tăm hơi đâu cơ. Bao nhiêu việc từ sáng đến giờ, khổ. Không tắt mặt tối. Ăn cái gì thì ăn, cũng phải nghĩ đến vợ đến con rồi biết đường mà về chứ này. Khổ thật đấy, bực cả mình nữa cơ. Gì mà lò bầu thế, hả? Rồi ôi. Người yêu 32 năm chưa chán. Rồi ôi. Sướng nhỉ, ai sung sướng được như ông đâu. Ông xem tôi đấy, ở nhà bao nhiêu việc nhá, đầu tắt mặt tối, cơm bưng nước rót, dọn dẹp nhà cửa sạch sẽ cho ông. Đến giờ này ông về là ông phởn phơ này đấy. Qua này, bà biết thừa, tôi với ông xỉu già là bạn thân với nhau. Người ta mời mình sang nhà mình phải sang. Khổ quá, cái lâu lâu cứ món gì ngon thì bà Mão với ông xỉu mời tôi sang ăn. Nếu mình cũng để cái ta tí, mình sang ăn nhưng mình có bớt gì đâu. Vâng, ai được sung sướng như ông đâu. Bà Mão với cả ông xỉu mời ông sang ăn chứ có mời tôi đâu. Bà ăn nói lạ nhỉ, bà không nhớ à? Cái hôm trước gặp bà Mão, bà mời cả bà sang. Bà kêu là bụng bà nó ọc ạch, nó có vấn đề. Nhưng bà kiêng bà không sang, không nhớ à? Xin lỗi tôi quên. Có bà có mời tôi quên. Chưa già đã lẩm cẩm. Nhưng mà nào. Mỗi lần sai trước mặt chồng người ta chữ ngượng như gì nữa. Đúng rồi mà phải công nhận được. Món gì món gì? Từ bé đến giờ tôi chưa bao giờ được ăn cua biển. Thế à? Bà Mão bà nấu ngon quá. Cua biển nhá, bà xào với lại biến này, rồi cua biển hấp bia này. Ôi trời ơi, tôi ăn hẳn một con cua biển to vật vã mà, cứ từ bé đến giờ. Công nhận, chưa bao giờ được ăn cái con cua biển sướng thế. Ai được ăn đâu mà biết. Thế thì nhá, tôi sẽ đi mua, nhá. Chiều. Ê bà ơi. Ơi, bụng có vẻ nó ọc ạch rồi. Chắc là cua biển nó nhiều chất đạm quá. Đúng. Cho nên là bụng rồi có cảm thấy nó nặng lắm. Thế chiều nay ông thôi, chiều nay bà ra chợ mua cho tôi cái loại rau gì để nấu canh thì để ăn cho nó thanh lọc cơ thể. Chiều nay để thanh lọc cơ thể gì? Tôi có được ăn cua đâu mà tôi cần phải thanh lọc. Chiều nay tôi sẽ lại đi mua cua tiếp để về ăn. Để mình có chất, để mình có đạm, để mình cũng có tí ọc ạch. Thôi, tôi xin bà nói mãi chả nghe gì. Ai đã bỏ ra mấy trăm nghìn, hàng triệu bạc để mua cái cua biển làm cái gì? Không, phải mua chứ. Mua để ăn cho biết thế nào là cảm giác ọc ạch nhiều đạm chứ. Không, tôi sẽ mua cua về để nấu ăn cho nó nhẹ bụng. Không có cua kiếm gì hết nhá. Không, tôi sẽ mua. Đi luôn bây giờ đây. Đi mua luôn. Ăn bữa cua mất mấy cạn hốc à? Về cho mình ăn đây. Thôi, tôi lại cua của bà. Tôi lại cua của bà, tôi không ăn được. Tôi ăn cua xong đây này. Bụng ốc à, bà ngồi xuống. Rồi cái gì đấy, làm sao mà tự nhiên dậy? Tôi ngồi hàn xuống. Sao tự nhiên dậy nảy đến thế? Bóp cho chồng cái chân. Ăn cua mà nó sưng hết đây này. Rồi thì sao hôm qua mạnh mồm hát đây. Ừ thì anh muốn một mình, nhưng sợ cô đơn. Thế bây giờ là thực sự muốn một mình là vì ăn cua chân nó thành hút rồi, nó đau lắm. Này Bình ơi, em bảo này, hôm nay nhớ em mang cua về cho mình nấu ăn nó mát ruột lắm ấy. Thôi, tốn tiền, tôi đã nói là đừng có mang cua mà kiếc gì về đấy Bình. Đấy đùa đấy, này, em mang rau về để nấu cho mình ăn. Rau này nhá, nó có liên quan đến cua,
Nhưng mà tên hay lắm. Tên rất ngộ, rau càng cua. Cái gì? Rau càng cua. Ô, thế là rau càng cua chứ không phải là mua cua gì. Đúng rồi. Thế tôi gọi điện bảo không mua thì không mua chứ. Ô, thế cái rau càng cua thôi mà hay thế à? Ừ. Ôi dồi ôi nhá, mình có biết không? Hôm vừa rồi về quê ngoại nhá, mấy đứa cháu nó hái nó nấu cho. Ôi dồi, nó bảo là ăn mát này, là bổ này. Nhưng mà không biết là bổ cái gì thì em chịu. Nhưng mà nghe thấy nói là mát bổ là em mang về cho mình ăn. Mà quan trọng là rẻ tiền đấy. Không như cái giống cua hôm qua lại. Thật sự vả thì ăn vào chả ra cái tích sự. Thôi từ nay trở đi cứ rau càng cua chén cho nó bổ nha. Bắt đầu lại lòi cái tình kiết rồi đấy. Mình không ăn cua để em ăn, còn mình ăn rau càng cua. Thôi được rồi, mình cứ cua mình ăn ăn cho đến lúc như tôi đây này, lúc bụng dạ mới lại chân cẳng cho tôi này. Này em bảo lát nữa mình về rửa sạch đi nhá. Đợi em ra ruộng ngô về nấu rồi ôi hai vợ chồng mình ăn cho nó mát ruột nhá. Tuyệt cú mèo đúng không? Sau là sáng hôm sau là dậy là Bình Minh ơi đã dậy chưa, cà phê sáng với tôi được không? Đi nhanh về nhá. Vâng. Những rau này hay nhỉ, công nhận. Bác Dân. À Dũng đây hả? Dạ. Uống nước cháu. Vâng, cháu xin bác. Bác Dân ơi, tối nay ấy, cháu với cả Ngọc sẽ phổ biến cho bà con về vụ cà chua sắp tới. Nên là tiện đường đi qua đây thì cháu cũng trân trọng kính mời bác tối nay qua nhà bác trưởng thôn để nghe bọn cháu hướng dẫn nhá. Sang ngày. Bác sang luôn. Uống nước đi cháu. Vâng, cháu xin bác. Phải nói là làng tiến lên này phải cảm ơn hai cháu. Có hai kỹ sư này thì dân làng tiến lên này mới biết là cách trồng trọt để chăn nuôi này, được bà con làm ăn phát triển phấn khởi lắm cháu ạ. Bác tới luôn, bác tới luôn. Dạ vâng ạ. Dũng ơi. À dạ. Đây, bác hỏi cháu cái này. Cái rau càng cua này nó như nào à? Nó tốt không hả cháu? Với cái loại rau càng cua này ấy, thì nếu mà bác có nhu cầu giảm béo ấy thì bác nên ăn. Ủa rồi chính bác đang cần thế này. Không ngờ bác tình bác quảng cáo bác tưởng là bà ấy nói hơi bốc lên cái nhưng mà khóa ra là chính xác nhỉ? Dạ. Trong rau càng cua này nhá thì chiếm phần lớn đó chính là nước, chiếm 92%. Bên cạnh đó thì là các loại vitamin và khoáng chất. Rau càng cua này thì là một loại rau mà nhiều khoáng chất nhưng mà nó còn ít năng lượng cho nên là rất phù hợp với những người đang muốn giảm cân đấy. Úi trời ơi, thế thì hợp với bác lắm. Thế cái rau càng cua này nó tốt như thế nào hả cháu? Rau càng cua này nhá được coi như là một vị thuốc ấy vì nó có tính nhuận tràng. Trong đó sẽ có chứa vitamin C này, kali này, sẽ làm mát cơ thể này, tim đập bớt hồi hộp này, thế chữa táo bón và sẽ làm cho cơ thể của mình khỏe mạnh hơn đấy bác ạ. Ồ thế à? Dạ. Chả giấu gì cháu, riêng cái táo bón bác này tuần nào cũng bị bây giờ có cái anh càng cua này vào chắc là tuyệt vời cháu nhỉ. Này thế cái loại rau này là mọi người ai cũng ăn được à? Rau càng cua ấy là một loại rau giòn ngon, bổ dưỡng và cung cấp nhiều khoáng chất, tuy nhiên thì nó lại có tính hàn. Cho nên là với những người mà bị bệnh tiêu chảy thì không nên ăn bác ạ. Đó hả? Dạ. Thế à? Được rồi. À thế thì chắc chắn là hôm nay bác không ăn được rồi vì bác đang cháu hiểu rồi. Bác hết cái tiêu chảy là bác ăn càng cua này là cực hợp, đúng không cháu? Dạ. Thôi rồi cái anh càng cua này công dụng mà tốt ra phết nhỉ. Này cháu ơi, thế bác muốn xin về bác trồng cái rau càng cua này, trồng vào vụ nào là tốt nhất hả cháu? Về rau càng cua thì nó còn có một số tên gọi như là tiêu kim đơn hay là cương hoa thảo. Thì bác có thể trồng vào mùa mưa với đất tươi xốp ở dưới bóng cây là tốt nhất đấy bác ạ. À thế cái tên đẹp ra phết, mỹ miều ra phết. Thôi được rồi, bác nhớ là cách trồng rồi. Bác sẽ trồng cái rau càng cua này. Này Dũng này, bác nói thật này, bác không có tiền mua cua biển đâu. Nhưng mà riêng cái rau càng cua này bác trồng được, bác sẽ mời cháu ăn thoải mái nhé. Dạ vâng, nhất trí bác. Dạ thôi, thế thì bác cứ bán hàng tiếp đi. Có điều gì không hiểu ấy thì bác cứ hỏi cháu. Bây giờ cháu phải đi để báo nốt cho bà con. Bác cảm ơn cháu. Dạ. Không hiểu hỏi cháu ngay như vậy nhá. Dạ.